Xin chào quý khách hàng, đây là video clip hướng dẫn cách khai báo qua Airport, phương án giao công hàng nội địa tại cảng Tân Cảng Hiệp Phước. Quý khách vui lòng truy cập vào trang airport.saigonnewport.com.vn để khai báo thông tin. Một tài khoản vui lòng nhập mã số thuế, tài khoản doanh nghiệp đã đăng ký, nhập mật khẩu, chọn khu vực là Hiệp Phước, bấm đăng nhập. Đây là giao diện quý khách sau khi đã đăng nhập thành công. Quý khách chọn đăng ký giao công hàng cho cảng. Ở mục thông tin lô hàng, nhập mã số thuế là mã số thuế muốn xuất hóa đơn. Số lượng container trong cùng một lô hàng, bấm lưu thông tin, quý khách vui lòng kiểm tra tên và địa chỉ, đây là thông tin sẽ để xuất hóa đơn. Sau khi lưu thành công, chúng ta chọn thêm để khai báo chi tiết lô hàng cho từng container. Quý khách cần điền đầy đủ thông tin ở các mục có đánh dấu sao. Đối với công hàng nội địa thì cảng chuyển tải bắt buộc phải là một cảng ở trong nước. Về cảng đích, nếu như trong trường hợp cảng đích trong bút kinh của quý khách hàng không trùng với trong hệ thống của Airport, quý khách có thể ghi rõ ở phần ghi chú. Quý khách vui lòng xem và chú ý ở một kích cỡ container, đây là một sẽ không thể thay đổi được nếu như quý khách đã thanh toán thành công. Quý khách lưu ý, khai đầy đủ thông tin và trọng lượng. Nhớ tích vào ô VGM và nhập thông tin macros vì đây là thông tin bắt buộc phải khai. Ở đơn vị kiểm định sẽ là tên trạm cân hoặc là chủ hàng nếu do doanh nghiệp tự cân. Quý khách đặc biệt lưu ý giúp ở phần khai báo phương tiện. Nếu như phương tiện giao công hàng là xà lan thì quý khách chọn xà lan. Ở ô chuyến, chúng ta sẽ nhập thông tin tên và chuyến xà lan. Nếu quý khách không thấy tên xà lan của mình thì vui lòng liên hệ với trực ban sản xuất cảng Hiệp Phước để được xử lý. Ở ô nhận từ là tên cảng hoặc bô đã có sẵn ở trong danh sách. Nếu không có thì quý khách vui lòng chọn là khách hàng. Nếu phương tiện giao công hàng là bằng đường bộ thì quý khách chọn trất và chúng ta sẽ không cần phải nhập ô số chuyến và ô nhận từ. Tiếp theo, quý khách vui lòng nhấn vào nút thông tin hàng hóa để khai báo về thông tin hàng hóa của mình. Như loại hàng là bột mì hay sắt thép, vân vân. Và vui lòng cho biết thông tin liên hệ của chủ hàng. Bấm lưu sau khi đã khai báo xong. Đối với các công là hàng đặc biệt như hàng quá khổ, hàng lạnh, hàng nguy hiểm, quý khách vui lòng nhập thông tin thêm ở các lúc nút này. Quý khách có nhu cầu kiểm hóa thì vui lòng bấm vào nút dịch vụ kiểm hóa. Đối với hàng Tân Cảng Hiệp Phước, quý khách chú ý tích vào ô vuông trước dòng tôi xác nhận công ABC này thuộc trên như trên bút kinh mà hãng tàu cấp và bấm lưu thông tin. Như vậy, quý khách đã khai thông tin thành công. Quý khách vui lòng thực hiện bước tính phí thì chúng ta sẽ thực hiện giống như khai tại các lái.